Thưa bác sĩ, trường hợp khác mà mọi người gần đây cũng khá là quan tâm chính là việc dùng filler để tiêm vào vùng ngực. Và bác sĩ cho mọi người biết rõ hơn về các loại chất liệu và chất liệu nào hiện nay được áp dụng nhiều hơn, tiêu chí nào để mà lựa chọn chất liệu cho một ca phẫu thuật ạ? Thực sự về chuyên môn ấy, thì filler là một cái chất làm đầy, nguyên tắc nó là một cái chất làm đầy, và vẫn là các bác sĩ chuyên khoa vẫn khuyến cáo là nên tiêm cái số lượng nhỏ lên những cái vùng nhỏ như là vùng mặt để cải thiện. Nó làm đầy thì có thể làm đầy những cái vùng nếp nhăn hoặc là làm đầy những cái sẹo lõm, và số lượng ít thì ok. Nhưng mà nếu mà để mà bơm một cái số lượng lớn mà làm đầy vào trong ngực, thậm chí là vào mông, thì các bác sĩ chuyên khoa không khuyến cáo điều đó. Và hiện tại có rất nhiều cái chất liệu để làm đầy, như là mọi người cứ lầm tưởng là filler sẽ làm đầy lên cái vùng ngực, nhưng mà thường bác sĩ sẽ không khuyến cáo. Nhưng mà mọi người sẽ khuyến cáo là một cái chất làm đầy khác, đó chính là mở cơ thể. Yeah. Mở cơ thể của chính bản thân mình đó, thì thông thường nếu mà bạn cần một cái thể tích nhỏ chẳng hạn, thì có thể lấy mỡ bụng hay đùi để bơm lên ngực để làm đầy những cái vùng khuyết nhỏ trên vùng ngực. Nhưng mà nếu mà với một cái lượng lớn thì các bác sĩ chuyên khoa vẫn khuyến cáo nên đặt túi ngực, bởi vì cái túi ngực thì nó sẽ đạt được cái kích cỡ và cái kích thước mà mình mong đợi, và khi mà bạn đặt lên như vậy nó lại an toàn hơn. Nó không giống như filler, nếu mà mình chích cái số lượng quá lớn thì nó gây rất nhiều biến chứng. Dạ. Yeah. Dạ, bác sĩ vừa chia sẻ về các loại chất liệu cũng như là đặc biệt đó là chất liệu về tiêm filler. Còn đối với tiêu chí để lựa chọn chất liệu cho phẫu thuật thì theo bác sĩ chia sẻ như thế nào ạ? Nếu mà bạn có cái nhu cầu là tôi chỉ thích là làm sinh lý, không có muốn đặt cái gì hết, thì bạn nên cấy mở vào. Thì hiển nhiên cấy mở nó cũng sẽ có một số bất lợi mà chúng ta sẽ nói về sau. Nhưng mà đó là cái thứ hai nữa là cái chỉ định đôi khi cái cơ thể của bạn nó không có hấp thu mỡ, và cái cơ thể mình tiêu mỡ nhanh, nhiều khi mình cấy vào nó không sống thì lúc đó vẫn phải đặt túi ngực, vẫn là cái chỉ định kế đó. Cái nữa là về chất liệu thì về những cái tiêu chí bạn có thể lựa chọn những cái thương hiệu về túi ngực đấy, hoặc là những cái túi ngực mà sẽ phải được cấp phép. Ví dụ như mình ở Việt Nam thì chắc chắn bạn có thể xài những cái túi của Mỹ, châu Âu, nhưng mà đều phải được cấp phép của Bộ Y tế. Thì Bộ Y tế được phép lưu hành thì mình sẽ đặt vào trong cơ thể.